cuộc hồng trần xoay dần quá ngang kiếp phù sanh tu tan mây lắm hồi người đời có biết chăng ôi thân người quỳ bao kêu thấy là lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn bã thế đi hình dung mới đó bữa khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thêm thiếp như trời cây cô khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà khi nào lượt vắt trăm cài bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan khi nào trao ngọc chuốt vàng bây giờ một năm khi nào mắt đẹp mày thanh bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu khi nào lớn gác xuống lầu bây giờ một năm có sầu khi nào liệt liệt quanh quanh bây giờ một trận tan thành gió mưa khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ mây rước trăng đưa rơi trướng vào màn bây giờ nhà cửa sớm làng cấp xa khi nào mẹ mẹ cha cha ơi bây giờ bông núi cách xa muôn trùng khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ căng phiếp còn mong chỉ tròn khi nào cháu cháu con bây giờ hai ngã nước non nhục vẹn mười mấy giờ lá héo nhành tươi vui về
Bữa cùng thế